áp về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay áp về danh. Xin chào tất cả các con. Chào mừng các con đã đến với lớp học của cô Huyền. Hi everyone. Welcome you guys to my class. Hôm nay chúng mình sẽ học bài số 3, Lesson 3 của Unit 10, At the Zoo, tại sở thú. Trong buổi học này, chúng mình sẽ có 3 phần chính. Phần số 6, Listen and Repeat. Các con sẽ được học một cấu trúc câu mới. Phần số 7, Let's Talk. Chúng mình sẽ thực hành nói, sử dụng cấu trúc câu vừa mới học. Và phần số 8, Let's Sing. Chúng mình sẽ tham gia hoạt động hát. Bây giờ, chúng mình cùng bắt đầu buổi học ngày hôm nay với phần số 6 nhé. Six. Listen and repeat. Nghe và nhắc lại. Mời các con quan sát bức tranh. Chúng mình có thể thấy ba bạn nhỏ đang trò chuyện trước sở thú. Mời các con nghe và nhắc lại theo cô nhé. Do you like the zoo? Do you like the zoo? Bạn có thích sở thú không? Do you like the zoo? No, I don't. No, I don't. Không. Tớ không thích. No, I don't. Yes, I do. Yes, I do. Có, tớ thích. Yes, I do. Yes, I do. Như vậy, khi muốn hỏi ai đó thích gì không, các con sẽ sử dụng cấu trúc Do you like cộng với sự vật muốn hỏi. Nếu các con thích, thì các con sẽ trả lời Yes, I do. Nếu chúng mình không thích, chúng mình sẽ trả lời No, I don't. Bây giờ, cô Huyền sẽ ẩn đoạn hội thoại đi và chúng mình sẽ thực hành hỏi và trả lời nhé. Mời các con đặt câu hỏi. Bạn có thích sở thú không? Do you like the zoo? Các con có đặt đúng câu hỏi không nào? Mời các con nhắc lại theo cô nhé. Do you like the zoo? Mời các con trả lời. Không, tớ không thích. No, I don't. Mời các con trả lời. Có, tớ thích. Yes, I do.
Nếu các con chưa thể đặt được câu hỏi và câu trả lời thì cũng đừng lo lắng nhé. Bây giờ chúng mình sẽ chuyển sang phần số 7. Chúng mình sẽ thực hành nói, sử dụng cấu trúc câu này. Điều này sẽ giúp các con ghi nhớ được cấu trúc câu một cách dễ dàng hơn. Let's talk. Let's talk. Thực hành nói. Mời các con nhìn vào màn hình. Chúng mình có thể thấy cấu trúc câu hỏi Do you like the? Cộng với danh từ ở đây. Như vậy, nếu chúng mình muốn hỏi ai đó thích gì thì chúng mình sẽ điền danh từ vào chỗ trống này. Nếu thích, mình trả lời Yes, I do. Nếu không thích, mình trả lời No, I don't. Mời các con quan sát ba bức tranh bên dưới. Bức tranh A, chụp mình thấy ngựa vằn. Ngựa vằn là gì nhỉ? Các con còn nhớ không? Đúng rồi, đó là zebra. Mời các bạn nhắc lại theo cô nào. Zebra. Hình B, chúng mình thấy bò u. Bò u là gì nhỉ? Rất tốt, đó là zebu. Nhắc lại theo cô nhé. Zebu. Hình C, đó là sở thú. Sở thú là gì nhỉ? Chính xác, đó là dù. Bây giờ chúng mình sẽ thực hành nói các cấu trúc câu. Câu đầu tiên, mời các con hỏi bạn có thích ngựa vằn không? Do you like the zebra? Mời các con trả lời có, tớ thích. Yes, I do. Nếu không thích thì chúng mình sẽ trả lời như thế nào nhỉ? Đó là No, I don't. Hình B, mời các con đặt câu. Bạn có thích bò u không? Do you like the zebu? Do you like the zebu? Mời các con trả lời có, tớ thích. Yes, I do.
Trong trường hợp nếu mình không thích, mình sẽ trả lời No, I don't. Và hình cuối cùng, mời các bạn đặt câu. Cậu có thích sở thú không? Do you like the zoo? Do you like the zoo? Mời các con trả lời có, tớ thích. Yes, I do. Trong trường hợp nếu chúng mình không thích, mình sẽ trả lời thế nào nhỉ? No, I don't. Như vậy, chúng mình vừa mới thực hành xong phần nói. Bây giờ, cô mời các con chuyển sang phần cuối cùng. Let's see. Mời các con nhìn vào phần lời bài hát, nghe và đọc lời bài hát cùng với cô nhé. We're at the zoo. Chúng tớ đang ở sở thú. Do you like the zebra? Bạn có thích bò u không? Yes, I do. Yes, I do. Có, tớ thích. Có, tớ thích. We're at the zoo. Chúng tớ đang ở sở thú. Do you like the zebra? Bạn có thích ngựa vằn không? Yes, I do. Yes, I do. Có, tớ thích. Có, tớ thích. Bây giờ cô sẽ mở file nghe. Mời các bạn nghe và hát theo thật to nhé. We're at the zoo. Do you like the zebra? Yes, I do. Yes, I do. We're at the zoo. Do you like the zebra? Yes, I do. Yes, I do.
Như vậy, chúng mình vừa tham gia hát một bài hát rất thú vị. Trong buổi học ngày hôm nay, chúng mình đã được học một cấu trúc câu hỏi. Ai đó có thích gì không? Do you like the? Cộng với sự vật. Và chúng mình đã ôn tập chữ cái that, z và ba từ vựng zebra, zebu và zoo. Các con về nhà ôn tập chữ cái, âm, từ vựng và cấu trúc nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các con trong buổi học tới. Goodbye! Khóa học viên rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của viên rách.